Bắt đầu video, em xin chào các anh chị và các bạn, các em, các cháu nha. Hôm nay mình vô tiệm Forever Theory Von quay á. Mời các anh chị và các bạn, các em, các cháu và đến tiệm, vô tiệm này nha. Tiệm này bán quần áo đầy đủ nam và nữ.
Cái áo này có 12 đồng. Rẻ quá. Tiệm này bán đồ rất là, giá rất là tốt. Vừa đẹp mà vừa tốt luôn. Em cảm ơn các anh chị và các bạn, các em, các cháu đã cùng ủng hộ, đồng hành cùng với em nha. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Em cảm ơn cả nhà đã dùm subscribe và share và like dùm cho em. Cảm ơn các anh chị và các bạn, các em, các cháu nha. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà ủng hộ em. Bye bye, hẹn gặp lại video tiếp theo nha.